Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Tôi đã quay trở lại với tập thứ 15 rồi đây anh em. Đó, để chào mừng tôi quay trở lại game nữa, bật nghe một bản nhạc lên cho chúng ta nghe rồi đấy. Thì chắc anh em cũng nhận ra một vài điểm khác biệt đúng không? Này, đó. Thì vì trước là tôi đã chạy thẳng về nhà, tôi lấy khá đồ rồi anh em ạ. Thì trên đoạn đường mà tôi có chạy về thì trên đường mà tôi chạy về tôi có chụp một vài bức ảnh ở trên đoạn đường mà tôi chạy về đó. Thì tôi có đăng ở trên Facebook của tôi nha anh em. Anh em muốn xem thì anh em có thể xuống cái phần mô tả ở dưới để tìm cái link Facebook của tôi mà lên xem thử cái ảnh nhá. Đó. Thì trên đường mà tôi chạy về thì nó có mấy cổng, nó có mấy tàn tích của cổng dân thấy địa ngục đẹp lắm. Đẹp kinh khủng luôn. Đó. Ok, để tôi nhảy cái đã. 1 2 3. Ok. Đó, tôi đã chuẩn bị khá là nhiều đồ để mình có thể đi giết được con rồng rồi đó. Thì ở đây. Đây. Tôi đã đi farm bọn Enderman để tôi lấy được cái mắt Ender. À đúng rồi, thì trước thì tôi mới chuyển lại qua tiếng Anh rồi. Thì bởi vì tôi nhìn tiếng Việt tôi không quen anh em ạ. Anh có thông cảm nhá. Đó. Thì tôi đã có đủ 5 cái mắt của Ender là vừa đủ luôn rồi. Đó. Thì tôi nghĩ là như vậy là đủ đấy nhỉ. Tôi nghĩ là chúng ta cực kỳ là sẵn sàng để đi giết con rồng rồi anh em ạ. Đoạt mạng con rồng thôi. Con trùm nó của game ở đây anh em. Đây sẽ là con trùm đầu tiên mà chúng ta giết anh em ạ. Chúng ta đi thôi anh em ơi. Để tôi nghĩ thử chút xem tôi còn thiếu gì không. Tôi thấy tôi cũng có khá khá rồi. Tôi không nghĩ là tôi còn thiếu gì đâu anh em ạ. Anh em đợi tôi tí thôi. Rồi anh em, xong rồi. Sorry anh em nhá, tôi mới bị con muỗi nó cắn sốt quá. Ok, rồi. Ok anh em, đi thôi. Lằng nhằng làm cái gì, đi thôi anh em. Đó, bây giờ ấy, chúng ta sẽ đi tới cái cổng mà hồi trước chúng ta đã tìm ở đây anh em. Đó. Đó. Tôi đã mang khá nhiều đồ ấy rồi. Thì tôi cũng đã tính toán khá là kỹ anh em ạ. Tính toán khá là kỹ. Thứ nhất là tôi đã mang giường đi. Giường ấy thì với thế nó đào cái giường đi đấy. Là bởi vì sao anh em biết không? Thứ nhất là bởi vì không, thực ra là nó chỉ có một cái lý do đấy, chả có chả có nhiều lý do đâu. Thì cái lý do đó chính là tôi sẽ đặt cái giường ở gần cái cổng đó anh em ạ. Và tôi sẽ lấy cái điểm đó làm điểm mà tôi sẽ được hồi sinh khi mà tôi chết á. Đó. Thì mình sẽ hồi sinh tại cái giường của mình mà. Đó. Thì để nếu mà con rồng mà nó có giết mình thì chứ thì mình lại còn vào trong end để mình giết nó luôn. Đó, nhanh đúng không? Đó. Tiếp vào tôi đã có mang cái bầu đó. Đó, bầu hê. Đó, ok. Thì cái bow này nó sẽ giúp chúng ta bắn được con rồng từ xa, nó khá là tiện. Bởi vì đôi khi mình vào mình cận chiến với con rồng là thì nó khá là thốn mà đúng không? Con rồng khỏe mà thì biết đâu được. Nó cào mình, nó cắn mình ra đúng không? Thế này chúng ta phải cận chiến với nó từ xa. Chứ mà cái bow, mà mang cái bow đi là cực kỳ gọi là quan trọng luôn. Tiếp theo là chắc là anh cũng có để ý rồi, thì anh em thấy tôi mang một đống lông đi đây đúng không? Thì anh em sẽ đang khá là tò mò về sao tôi mang một đống lông đi đây đúng không? Thì anh em có cảm giác như kiểu là tôi đang đi tìm cái ancient debris ở trong địa ngục không? Tôi cầm lông đi, mục tiêu là cũng là để làm giường đấy anh em. Ê, thì bởi vì là ở trong cái nơi mà con rồng sống ấy thì mình cũng không đi ngủ được anh em ạ. Vậy nên
là giường nó cũng có tác dụng như là bom ấy anh em. Đó, chúng ta có thể dùng nó để chúng ta giết rồng được. Và đó là một cách giết rồng mà gọi là cực kỳ hiệu quả anh em ạ. Đó. Thì anh em chắc cũng nhìn thấy tôi mang cực kỳ nhiều thịt thế này. Đó. Tất nhiên rồi, phải phải mình phải thủ sẵn chứ đúng không? Vì là cũng đâu có biết được cái gì. Đó. Tôi mang khá nhiều thịt để cho chắc ăn. Biển đẹp nhỉ? Đó. Yên bình đúng không? Minecraft vẫn yên bình như ngày nào. Rồi. Bơi vượt biển luôn. Ok. Xuống nào. Rồi. Nói chung là tôi chơi kinh nghiệm lắm rồi anh em ạ. Flynn nên tôi nhớ là cái chỗ stronghold ở trước thì mình đi đường này đúng không anh em? Thì tôi nhớ là như vậy anh em ạ. Tôi không nhớ biết là tôi nhớ có đúng không. Nhưng mà chung là tôi nhớ là như vậy. Thì trước là tôi có đóng một cái cột bằng cái đá cắm thẳng lên trời đấy. Thì tôi không biết là đâu ta. Tan 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 Anh em mình tôi hát cho anh em hay không? Ô làng kìa yo. What? Làng trên đỉnh đồi. Ê, tôi đang đi đúng đường không anh em? Tôi đang đi đúng đường không anh em? Sao tôi cảm thấy có gì đó sai sai anh em này? Anh em. Chết cha rồi. Từ từ. Tôi thấy hơi nghi nghi, tôi cầm cái mắt, tôi ném thử phát làm sao. Đâu rồi, nó bay đâu rồi, nó bay đâu rồi. À, đây rồi, lag 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 em ơi. Ủa may quá. Lag lag lag. Đây, ok thằng Enderman kìa, xử 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 nó anh em ơi. Đâu rồi. Anh kìa. Mày chạy đâu con trai? Mày chạy đâu con trai? Mày. Thằng kia. Đâu rồi? Ui. Ui. Cẩn thận anh em ạ. Ui, thầy lâu anh. Qua đây anh ơi. Ui giời ơi. Nói chung là bây giờ tôi thần thần cận chiến rồi anh em ạ. Đâu rồi. Tốc biến à. Dám dịch chuyển với tôi căng phết. Nào. Tôi qua đây bạn này. Qua đây. Qua đây bạn ơi. Ui rồi. Ô. Tôi được thêm một ngọc rồi anh em ạ. Xịn quá. Ơ nhầm 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 gì đấy. Ăn mà làm gì đấy. Vừa ấy tôi ném thì cái viên ngọc kia chỉ qua cái hướng này đúng không anh em? Giờ sao anh em? Thế quái nào mà tôi đi một đoạn thế mà tôi bị lạc luôn cái chỗ vừa nãy à? What? What? Tôi mù đường tới vậy sao? Tôi mù đường thế vậy sao anh em? What? Tại sao cái chuyện này nó lại xảy ra? Thôi rồi anh em đợi tôi 5 phút anh em nhá. Ok. Anh em đợi tôi 5 phút để tôi xử lý cái tình huống đần độn này. Sau đó tôi sẽ quay trở lại với anh em ngay. Đây rồi anh em ơi, đây rồi. Đó. Thì tôi vừa mới chạy được thêm tầm có 30 giây thôi thì tôi đã gặp nó luôn rồi này. Nói chung mình chạy đúng đường rồi, thế nhưng mà mình chạy hơi đần thôi. Anh em thông cảm. Ok. Đào, đào một cỗ. Ô, dòm dòm tránh nha, tránh nha. Ủa ôi, đông thế. Nói chung là bây giờ tôi gọi là tôi master cái chuyện hit and run rồi. Tôi thả diều tốt lắm. Mặc dù là hồi trước tôi chơi Liên Minh là tôi chơi ở vị trí đi rừng nhưng mà giờ tôi thả diều vẫn tốt lắm. Ha, thì bây giờ cho anh em biết làm sao để mình xuống không? Nếu bây giờ mình nhảy thẳng xuống luôn thì mình toang luôn anh em bởi vì hố quá sâu. Đặt nước xuống anh em ạ. E he. Ai. Anh
anh em tôi thông minh không đấy, chúng ta đặt nước và so thì chúng ta xuống. Cái lần tiếp theo mà chúng ta đi lên trên này sẽ là khi mà chúng ta đã giết xong con rồng anh em ạ. Đi thôi, đã đến thời khắc của chúng ta rồi. Anh em tôi bơi nhanh như là gì không, như là nàng tiên cá luôn, xịn không. Nó mỗi tội là cái nước ở đây nó chảy hơi ghê nhỉ. Thì thôi thì chấp nhận để nước có tràn bờ đê này vậy chứ không biết sao. Ok hả, đi thôi, vàng vùng á, không cần đi rất rộng anh em nhỉ. Cần đi vàng đất à, đất đâu, vứt đất ra ngoài không cần anh em ạ. Là thừa thừa đuốc à, thừa vứt luôn đâu nhỉ. Thôi trước mình đi cái chỗ nào thì để mình đến chỗ cổng anh em nhỉ, anh em có nhớ được không? Ê. Anh zombie đang đi tuần tra xung quanh anh em ạ. Đó. Gặp tôi cái tôi cho mấy chém chết ngay. Đâu ta? Đâu ta? Cái gì đây? Rối quá anh em ơi. Trong này đúng là mê cung anh em nhỉ. Where? Where is the end portal? Ê. Thốn ta. A hi hi. Rối cả não anh em ạ. À đây 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 đây. Cái chỗ này đúng không? Tôi cảm giác cái chỗ này nó có một cái gì đó nó thân quen thân canh của gì ấy. Thì hình như là thì ở trong đâu đó ở chỗ này ấy. Đâu đó ở đây à, what? À đây này đây này. Ở đây đúng không? Ở đây đúng không? Đây này, ở đây này. Đây này, ở đây này anh em. Nói chung là nó ở khá là gần đây. Đây rồi. Đi vào đây là đến cái nhà sách mà. Đây là ở đó, cái nhà sách, cái nhà sách. Ủa tối chưa? Từ từ tôi thám hiểm thêm một chút nữa làm sao? Có gì không? Chả có gì. Nguy hiểm nhỉ. Tối phết nhỉ, thôi 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 sợ quá anh em, tôi quay lại đây. Tôi nghe tiếng bọn quái, tôi nghe tiếng quái. Đây anh em ơi, đây anh em ơi. Cổng đây anh em ơi. Ok. À, trường hợp bây giờ cũng khá là căng thẳng đây anh em, nên là anh em nhớ có bịch bỏng ngô nhá. Chung là tình huống gọi là khá là thốn lắm, tôi sẽ đi tập rồng này. Từ từ tôi xây cái giường đó anh em ạ, thì chốc mình chết thì mình còn ấy chứ đúng không? Ok cắt cái để ok cái giường đâu, cái giường đâu. Đặt cái giường xuống xong đó ấy thì mình ngủ trên cái giường thì cái điểm hồi sinh của mình thì nó sẽ được đặt vào cái giường đó. Thì khi mình chết thì mình sẽ hồi sinh vào cái giường anh em ạ. À đúng rồi, nó còn một cái nữa mà tôi chưa có giới thiệu cho anh em, thì đó là cái nón của tôi. Cái nón này trước khi tôi chạy về thì tôi đã ép phù phép, và sau đó thì tôi ép thêm cả cái khảm sửa chữa kìa. Đó chính là đó. Thì cái khảm sửa chữa thì nó giúp cho mình sửa được cái nón đó. Thế nên là anh em nhìn cái nón của tôi là bây giờ là khỏe như cái gì luôn này, nó không bị hỏng cái gì luôn. Ok. Một hai thời khắc này đã đến. Đây. Cái cuối này anh em. Ôi. Anh em có nghe thấy cái tiếng gì không? Ủa sợ quá anh em ơi. Bây giờ mà tôi chết là tôi mất hết đồ đấy anh em. Sợ quá. Thì đây thì tôi phải có ngai ngọc thể chốc nữa, còn nếu vào tình huống nguy hiểm thì tôi phải dịch chuyển đi luôn anh em ạ.
Chào tạm biệt thế giới nha. Không sao anh em, chúng mình là đàn ông con trai mà, chúng mình sợ gì? À từ từ á. Nước 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 nước. Đúng rồi, tôi cần có nước chứ, chứ mà cái xô này của tôi mà nó cạn này. Không được, không được anh em ạ. Anh em đợi tôi tí, tôi chạy đi tôi tìm nước. Thì vì là nếu mà xô mình cạn này, chốc mình xuống kia nó nguy hiểm lắm. Tránh nào, tránh nào. Có gì đó, ôi. Đây là con gì? Nước đâu? Nước đâu, nước đâu? Anh em đợi tôi tí nhá, tôi chạy đi xung quanh đây, tôi tìm cái nước cái. Một chút là xong anh em ạ. Thế về là ở trong đó có bọn bọn mò hồng hồng ấy, cái bọn bọn dịch chuyển đánh mình ấy đó, cái bọn đấy chúng rất là sợ nước anh em ạ. Nên là mình phải có nước để cho nó an toàn. Chung là tôi cứ phải chuẩn bị kỹ, tôi không muốn chết đâu. Tôi cứ phải chuẩn bị kỹ anh em ơi. Nước đâu? Nước đâu? Nước. Tôi muốn nước. Ở đâu có nước? Ở kia có nước kìa. Thế nhưng mà ở kia sao trông nguy hiểm ta? Thế nào mà tôi sắp đi vào giết boss mà sau game nó cho tôi cái nhạc nghe nó yên bình kìa. Game cho nhạc yên bình ghê. Nước đâu? Nước đâu? Tôi chạy này xong chốc tôi lại bị lạc rồi, thì tôi lại không tìm được cái đường cho đường đi cổng cho Sam anh em ạ. Hello bạn Ripper. Nói chung là bây giờ tôi có khiên rồi, tôi chả sợ Ripper hay là con gì luôn. Nói chung là chúng nó đều gọi là không có tuổi với tôi hết anh em ơi. À, trời ơi cái nước này là cái nước của mình mà. Thôi không sao anh em ạ. Thì đành vậy chứ biết sao ấy. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Tôi trèo lên xó thì tôi đi ra ngoài tôi lấy nước. Bởi vì là ngoài này nó cũng có nước anh em ạ. Anh em thông cảm cho tôi chút nhá. Một chút thôi là xong rồi anh em ạ. Đây lỗi tại tôi không chuẩn bị kỹ anh em ạ. À hi. Tôi biết là anh em sao đây? Rồi. Tôi biết là anh em rất là tốt với tôi mà đúng không? Biết anh em rất là tốt với tôi mà. Này anh em thông cảm tôi nhá. Hi. Ok. Hi. Nào, ôi. Anh em tôi lao nhanh không? Oh. Yeah. Tôi còn nhớ cái đường vừa nãy, cái đường vừa nãy là cái đường ở đây này, thì mình đi ngược ở đây này. Tôi nhớ là cái đường đó. Đây này, sau đó thì mình đi vào đây này. Đúng không ta? Đây này. Đó. Thì nói chung là cái trí nhớ của tôi thì nó cũng hơi ghê ghê. Đó, sau đó mình đi vào đây. Đó. Chung là tôi pro lắm. Anh em đừng có khinh tôi. Thôi tôi đi vào nhá, tôi không cái ở đâu. Bye bye anh em nhá. Sợ quá anh em ạ. Từ từ á. Trôi thở đó. Tôi thật sự là tôi thấy nó hơi run thật đấy. À, từ 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 á. Thở chút đã. Thật thật. Cho tôi 5 giây. Không sao đâu. Không sao đâu, phải cố gắng. Phải đàn ông con trai phải mạnh mẽ chứ nhỉ. À, từ 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 từ. Ok. Vào thôi anh em. Ui. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay là nó sẽ spawn tôi ra chỗ kia mà. Tất nhiên là tôi không có ngu đến độ là tôi vào giết rồng, thế nhưng mà tôi lại chưa có xem trước gì trên mạng đúng không anh em? Đó. Và tôi chuẩn bị kha khá và tôi để ý là chúng nó rất là hay spawn mình nó ra ở một cái block của chỗ ấy kìa, thế rất là nguy hiểm. Thế là tôi cầm nghe ngọc rồi tôi dịch chuyển qua đây á. Bọn này thật là bố láo bố lếu mà. Qua đây nghe, qua đây bạn này. Đây là cách farm farm
farm con Enderman của tôi đây anh em. Nào bạn, bạn đâu bạn? Chết cay. Ủa con rồng đây anh em. Chết ngay. Trông nó tôi, trông nó tôi sẽ thể hiện trình độ rất rồng cho anh em xem. Đấy à, được hai ngọc rồi. Nói chung là mình farm ngọc này thì nó quan trọng lắm anh em. Ôi, vì sao con rồng nó cứ kêu ghê thế? Chào bạn Ender. Ăn đòi, ôi, ngon như kìa. Hello bạn. Ô, con rồng kìa. Tôi mới thấy. Ô, sao mà bọn này dễ chết thế? Tôi bắn vài phát nó chết rồi. Đây anh em này, tôi nghĩ là chúng ta phải đào như này anh em ạ. Chúng ta đào cái đường để chúng ta đi lên bên trên. Anh em có nghe thấy tiếng con rồng nó bay không? Ghê giờ. Con rồng này nó có một cái chiêu cực kỳ kinh khủng anh em ạ. Một cái chiêu mà nó làm mình dễ chết kinh khủng luôn. Đó là cái chiêu nó sẽ hất tung mình bay lên trên trời ấy. Đó. Chiêu đó là một trong những chiêu mà mà nếu mà mình mà không biết cách xử lý thì nó cực kỳ dễ chết anh em ạ. Sao ấy? Vì sao con nào kêu ghê thế? Sao mà cái con nào kêu ghê thế? Sao đào mãi mà chưa lên ta? Tôi càng lên gần bên trên tôi càng nghe rõ tiếng của chúng nó kêu anh em ạ. Cố gắng lên nào anh em. Vinh quang ở trước mặt. Vinh quang trước mặt anh em nhở. Ủa ôi, đây rồi, đây rồi. Tôi lên rồi, tôi lên này. Nó dám tính đánh tôi chứ. Thằng này láo thật. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Mình chết ngay, làm sao mà sống. Ủa ôi. Ủa ôi. Vì sao mà trông mới lạ này. Có rồng đâu, có rồng đâu. Ôi ngọc, 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 từ 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 từ. Ôi, ôi, ôi. Cái gì đấy? Ô, cái này chính là cái mà con rồng nó thở ra đây anh em. Đó. Anh em có thể dùng cái này để anh em múc cái hơi thở của rồng. Đó. Thì là cái này nó gọi là hơi thở của rồng. Thì sau này thì nó cực kỳ có lợi luôn. Từ từ á. Tôi dùng núp anh em ạ. Từ từ á. Tôi phải nhìn xem con rồng nó thế nào đó anh em ạ. Chưa thế này nó nguy hiểm quá. Đó thì mình cũng được khá khá hơi thở của rồng đó. Đây thì đầu tiên là mình phải craft giường đó anh em ạ. Tôi phải xử con rồng này ngay lập tức. Craft giường đã. Ủa ôi. Ôi tốt quá à. Ô, nó bắn thế này thì mình cứ đứng thì mình múc thôi đúng không? Dễ. Thoải mái quá. Anh cảm ơn rồng nhá. Đó. Giường thì làm cái này đúng không? Giường. Ui. Tôi ấy quá, tôi phun giường luôn rồi. Chết cha rồi, tôi làm cái này tôi không để ý toang rồi. Cha tôi rồi. Bây giờ phải cần xô nước này, xong cần ngọc này. Chốc có gì thì còn phải dịch chuyển xuống luôn, nguy hiểm phết. Đó, rồi thì bây giờ thì mình cứ chạy chạy này thôi anh em ạ. Thì là con ui. Ui này 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 này, con rồng ấy kìa. Thì là con rồng này nó có mấy quả cầu này. Nó sẽ giúp ơi, chúng đi nào. What? Né nào, né nào. Ôi, chúng này. Thì là mấy quả cầu đó nó sẽ thôi nhá, trời em cũng đánh với bọn anh nhá. Đây thì mấy quả cầu đó thì nó sẽ giúp con rồng hồi máu anh em ạ. Thì
Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình thì phải phá hết tất cả các quả cầu đói đã. Sau đó thì mình giết được nó. Thôi nha, thôi nha, thôi nha. Thôi nha, thôi nha. Ủa ôi. Ui. Tôi bắn chuẩn chưa? Né nào né. Ui ôi. Tôi bắn chuẩn không anh em? Anh em ơi, tôi bắn có giỏi không? Nổ đi. Thôi nào, thôi nào. Cái đó là đó thì cái hơi thở của rồng nó là cực kỳ độc nha anh em, thì nếu mà anh em đứng vào thì anh em sẽ mất cực kỳ độc. Thế nhưng mà tôi cực kỳ thích cái này luôn. Ôi thôi nhá, thôi nhá. Bọn em không có đánh với bọn anh nhá, bọn em đơi nhá. Bọn em chỉ muốn đánh rồng thôi, em không muốn đánh bọn anh. Né nào. Tốt nhất là phải né xa cái bọn này ra anh em ạ. Đây này thì anh em có nhìn thấy không, thì nó có một vài cục thì nó sẽ bị chắn bởi cái ấy này. Thì chúng ta sẽ phải có đá để chúng ta phải đứng lên anh em ạ. Thì nó có một vài cái cục hồi máu cho rồng nó bị chắn bởi cái khung sắt đó. Ủa ôi, nó nguy hiểm chơi kìa. Nó nhắm, nó bắn tôi nữa kìa. Thì đây này. Đó, thì anh em phải đào lên rồi thì anh em. Ủa, thôi. Đó, thì đó là cái lý do vì sao mà tôi phải có ngọc đây anh em. Thì tôi dùng ngọc để tôi dịch chuyển nó từ chỗ này qua chỗ khác á. Chứ mà nãy mà tôi cứ đứng kia thì tôi ăn độc xong thì nó chết rồi á. Ok thôi. Ê từ từ cung. Thôi nào. Chuẩn đi. Ủa ôi. Anh em ơi tôi thiện xạ không? Kìa, còn kìa. Tôi bắn trúng con rồng kìa. Thôi nào, tôi là bạn rồng nào. Nó có một cái ở trên này. Xịt quá anh em ơi, tôi gà quá, tôi không bắn được. Tôi gà quá, tôi bắn không trúng. Tôi đừng có động vào tôi nhá, bạn rồng nhá. Tôi gà quá, tôi bắn không trúng anh em ơi. Tôi là tôi tự tin vào khả năng bắn cẩu của tôi lắm cơ mà. Thôi. Đó, thì đôi khi con rồng thì sẽ bay tới trước mình và sau đó theo đẩy mình ra như vậy đây anh em, nó cực kỳ nguy hiểm nhá. Đây còn cục này, thôi mình lên mình phá cái cục cái trước. Tôi lên tôi phá cái cục cái trước anh em ơi. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Rồi. À, thì nếu mà nó không có cái gì nguy hiểm thì mình có thể dùng nước. Ui. Từ từ nào. Đó, con rồng nó bay qua thì nó hất tôi xuống ấy. Nó khô lắm. Thì ở trên kia nó còn một cục đúng không? Tôi không bắn được cái cục ở trên kia. Ôi trúng rồi. Tôi bắn trúng rồi đúng không? Trúng này. Trúng này. Ui nè. Còn không? Nó còn cục nào không? Nó còn cái cục nào không? Còn kìa. Đây này anh em, tôi nhìn thấy nó còn một cục ở đây này. Mẹ tôi không bắn được anh em ơi. Không bắn được. Cao quá. Thôi tôi trèo lên vậy anh em ạ. Nói chung là mình phải thủ sẵn ngọc anh em ạ. Thì nếu mà có bị sao thì mình bay xuống luôn. Từ từ tôi... Thôi tôi vứt hết cái này qua đi. Tôi vứt... Tôi... Đây... Thôi được rồi. Nói chung là nó nguy hiểm quá anh em ạ. Thôi bạn rồng nhá. Sắp lên chưa? Cố gắng. Thôi tôi bạn rồng nhá.
nó vỡ rồi kìa. Từ 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 chắn anh em ạ. Trốn 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 thế này này. Trúng đi, trúng đi, trúng đi. Ú, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Còn không, còn không? Hết rồi. Hết rồi anh em ạ. Đây, từ từ, tôi dùng nước toạt xuống đã. Sau đó thì tôi sẽ nhảy theo nước xuống. Đó, thì rồi, thì mình cứ thế này thì mình xuống thôi anh em. Đấy, thì nó an toàn đó. Nói chung là tôi là một người khá là chuẩn bị kỹ lưỡng anh em ạ, trước khi làm cái gì đó xong ở đây anh em. Thì bây giờ thì việc của mình chỉ là giết con rồng thôi. Thì ở đây con rồng nó sẽ là con rồng, nó rất là hay thích trốn ở ở đây, thì nó rất là hay thích đậu ở chỗ này này. Thì tôi đợi xuống cái sau đó thì tôi chạy qua, tôi dùng giường tôi cho nổ nó banh xác ra anh em ạ. Kìa kìa kìa, đấy đấy, nó đấy nó đấy nó đấy nó đấy. Từ từ đã, sao tôi làm cái gì mà chậm chạp ta. Chậm chạp ta. Mình để cái này vào đuốc đi chứ mình cần lấy đuốc đúng không, mình chẳng cần đuốc đâu. Giường đi, có ba cái giường, thêm cái giường nữa đi, thêm cái giường nữa để vào đâu ta. Thôi có ba cái giường đã anh em ạ. Đây thì bây giờ thì cái lúc mà nó đang bay lên trời thì tôi sẽ ngắm ngắm tôi bắn nó. Nói chung là để bắn là con này khó lắm anh em ạ. Thôi tranh thủ trộm trộm một tí cái hơi thở của nó về, nó dù là nó hơi thối nhưng mà thôi không sao, mang tạm anh em ạ. Hề, đâu có đồng đâu rồi. Bay này, trúng luôn kìa. Bay này, bay này, bay này, bay này. Đây anh em ơi, đây anh em ơi. Ơi 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 ơi, thế bây giờ làm sao cho nổ? Ui. Ui. Ui đau quá anh em ơi. Nó nguy hiểm như vậy đó anh em. Nguy hiểm như vậy đó. Ui. 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 Núp 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 anh em ơi. Núp núp anh em ơi. Ôi, holy. Holy no, please. Đi qua đây bạn Ender ơi. Thôi. Tôi phải đứng tới farm ngọc Ender mới được anh em ạ. Bởi vì là nó cứ mỗi lần nó hất mình lên như vậy thì nó nguy hiểm quá. Thế anh em thấy không, nó hất tôi lên một phát mà tôi bay xa cả tỷ dặm như vậy luôn ấy. May là tôi có ngọc Ender, nó giúp tôi có thể dịch chuyển xuống bên dưới đây nha, thì là nó đỡ bị ấy đấy chứ không là toang lắm. Đâu rồi thằng thằng ấy, đâu rồi, qua đây bạn này. Thế quái nào mà chúng nó vẫn đánh vào tôi anh em ơi. Bạn Ender. Ui. Từ từ nào bạn rồng, bạn cục xúc thế. Nói chung là con rồng này nó sẽ phải chết với tôi hôm nay thôi anh em ơi. Ôi. Nè. Nước 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 à, nước à, nước à. Nước à, nước à, nước à. Chạy thôi, chạy thôi. Ôi, không đánh tôi đau quá anh em ơi. Rồi đã thấy con rồng nó lại còn bắn cho tôi một vài phát đạn độc của nó chứ. Chết rồi, chết rồi. Tôi được được 2 viên rồi. Có không?
Ôi, tránh nào con rồng này. Tôi dùng bow tôi bắn nó mới được anh em ạ. Dùng bow tôi cố gắng tôi bắn tỉa nó. Vì sao mà nó cứ bay lờ lờ vậy, khó nhỉ? Tôi còn nhiều cung không? Còn 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 nhiều còn nhiều còn nhiều còn nhiều còn nhiều. Để tôi set up cái chỗ này đã anh em ạ, nó nguy hiểm quá. Đây, tôi set up tôi chặn chặn cái này lại anh em ạ, nó nguy hiểm quá anh em ạ. Đấy thì mình đứng trong ngoài cho nó an toàn anh em ạ. Ở đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Ô, nó bay rồi anh em ạ. Thôi mình cứ đứng chỗ này rồi mình đợi nó ra, thì rồi thì mình choảng nó thôi anh em. Mình cứ đứng chỗ này mình đợi nó ra rồi mình choảng nó thôi anh em ạ. Thuốc 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 thuốc, giường 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 giường. Không có nhìn vào mặt thằng Ender nhá. Bây giờ mà nhìn là nó đánh tôi chết anh em ạ. Đâu rồi? Ô cái giường này, vì sao nó có cái giường ở đây này? Đào 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 đi anh em ạ. Chứ mà giờ mà cho nổ là chết tôi luôn đấy. Ở đâu rồi? Đâu rồi? Kìa kìa kìa. Đâu rồi? Đâu đâu? Khôn như bạn rồng quê tôi đầy. Con rồng nó khôn ghê. Nó thấy tôi đứng ở đó, sau đó thì nó vào nó bắn cho tôi một phát chứ. Sao con rồng này nó bay trông khó chịu nhỉ? Chúng. Chúng, ôi chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi anh em, trốn 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 trốn. Ôi chết chết. Chết 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 chết. Múc 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 múc. Rồi đấy. Tôi múc hết độc của chỗ đó rồi. Cố gắng lên nào. Ui 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 ui, thôi nào thôi nào. Nó bay rồi anh em ạ. Nó bay rồi, nó bay rồi, nó bay rồi, nó bay rồi. Nó bay rồi, nó bay rồi. Đâu? Nó bay chưa? Bay bạn này. Né cái viên đạn của nó đây anh em ạ, tôi không có muốn bị ăn đòn đâu. Bạn bắn ai? Bạn bắn ai? Cố gắng lên anh em ơi. Chừng chúng ta sắp giết được con boss rồi. Khó bắn quá. Con rồng nó bay xuyên qua cái cột luôn à. Con rồng này nó là ma hả? Khó bắn quá, vì sao con rồng ấy nó bay cái này khó bắn ghê nữa cơ đấy. Nào bạn rồng, bạn đậu xuống đi, bạn ngon thì bạn đậu xuống cái này cho mình đi. Bạn rồng. Chứ mà con rồng thì cũng thuộc hạng gọi là gà thôi. Anh em thấy không? Nó cứ bay chứ nó dám đậu xuống đâu. Nó đậu xuống là tôi bổ vào đầu luôn. Đó. Nào bạn rồng. Rồi ôi. Này là ngày chết của bạn rồi. À, nó xuống đấy anh em. Nó đang xuống ấy. Nó xuống ấy ạ. Thôi. Tôi không muốn nhìn vào mặt mấy anh Ender đâu. Đau không bạn? Đau không bạn? Đau không? Đau chưa? Đau. Ui. Nó chạy rồi. Chạy rồi. Chết. 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 Ui nè 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 nào né nào. Cố gắng lên anh em, cố gắng lên. Tôi sắp win nó rồi. Mày qua ở đầu này ạ. À? Mày qua ở đây ạ. À? Nào, nào. Mày qua ở đây ạ. À? Qua ở đây ạ. À? Khó quá. Khó quá anh em ạ. Tôi thật sự không muốn nhìn vào mặt mấy anh Enderman đâu. Vì sao mà tôi không bắn trúng vào nó đây?
rồi, đâu rồi, đâu rồi, ở đâu rồi, rồi. Một, hai. Ui vui quá anh em ơi. Lấy thôi cái hơi thở của nó đi nào. Ơ, đâu rồi, vì sao tôi không lấy nữa. Ui, ui. XP cái mày. Tôi giết rồng mà tôi không chết một phát nào luôn. Tôi level 66 rồi anh em ạ. Holy shit. Thế mình giết rồng xong mình có được phần quà gì không anh em? Mình giết rồng xong nó có mở cho mình cái gì không? Ui, anh em nhìn cái chiến tích của tôi kìa. Xoay ghê không? Ghê không? Cái gì đây? Cái cục gì mà đen đen đây anh em? Ơ? Ờ? Đâu rồi? Ô? Ơ? Ơ? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi anh em? Cái cục đó nó dịch chuyển đi hả? Ơ, vì sao tôi vừa chạm vào cục đó thì tôi thấy nó bị biến mất rồi anh em? What? What? Cục đó là cái cục gì đấy anh em? Cục gì mà nó bí mật vậy? What? What? Anh em thấy nhạc lên chưa? Nhạc này là nhạc sau khi tôi giết được rồng đấy. Ở đâu rồi? Tôi mất luôn. À, đây này, đây này. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì anh em? Ơ? Ồ. Ồ. Tôi động vào nó và nó sẽ biến mất. Vì sao mà nó lại chỉ qua cái thằng này nhỉ? À đây. Hay vậy. Cái là cái gì? Thì mình có đứng lại. Ôi. Mình đứng được. Tôi trông nó giống quả trứng anh em ơi. Vậy tôi đoán chắc có là trứng rồng rồi. Xong buổi sau tôi sẽ xem thử xem cách hoạt động của nó. Anh em nhìn này. Một đống giường của tôi nhưng mà tôi không có kịp làm bất cứ một cái quái gì cả. Ok. Chúng ta chả kịp làm một cái gì cả anh em ạ. Thì ok thì tôi cứ nghĩ là tôi sẽ dùng giường có giết được nó. Nhưng mà chả cần tôi dùng cái thanh kiếm, gọi là thanh kiếm thánh của tôi ấy, tôi cũng đều đủ giết luôn. Thế thì nó mở ra cho mình một cánh cổng mới này. Ui trông đẹp nhờ. Trông như vũ trụ anh em nhìn này. Trông xịn không? Đó. Ui xịn nhờ. Đó thì bây giờ thì chúng ta cùng đi vào vũ trụ và chúng ta cùng quay về thế giới bình thường em ạ. Thì tôi sẽ thử nghiên cứu thử xem cái quả trứng rồng này thì cái cách nào, bằng cách nào mình lấy của nó, bởi vì là mình có chạm vào nó thì nó bay qua cái chỗ khác này này. Đâu rồi? Đó, đó, à đây đấy. Đó, chưa cần mình có chạm vào nó thì nó bay qua cái chỗ khác thì tôi cũng chả hiểu. Đó. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Chung là tôi cũng chả biết ở đâu rồi. Chả biết ở đâu rồi anh ạ. Thì nói chung là nó xung quanh đâu đó ở đây thôi ấy. Ok. Ở đây này đấy, nó đấy. Nói chung là nó hài lắm, nó. Thì bây giờ chúng ta cùng quay trở về thế giới thực nha anh em. Thì tôi nghĩ là buổi hôm nay đến đây là cũng gọi là ok rồi đó nhỉ. Anh em nhìn này, chúng ta có 60 cái lúc đó mà tôi múc thêm một tí thì là tôi được thành 64 rồi đấy. Nhưng mà được 60 cái hơi thở của rồng thì cái này sau này thì nó giúp mình chế tạo một cái rất là tuyệt vời anh em ạ. Đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều trong cái phần mình làm thuốc anh em ạ. Đó. Thì sau này thì nó giúp mình chế tạo ra một cái loại thuốc mà nó cực kỳ tuyệt, kiểu là nó tồn tại được trên mặt đất, nó giống cái hơi thở của con rồng này á, đó, hay lắm. Thì kiểu thì anh em chế tạo thuốc hồi máu ấy, sau đó thì anh em cho thêm cái hơi thở của rồng vào thì cái thuốc hồi máu đó thì nó sẽ tồn tại trên mặt đất và anh em cứ đứng vào đó thì anh em được hồi máu. Ồ, thế không? Thế không? Đó, nói chung là thì nó như vậy á. Ừ. Thôi tôi nhảy vào trong cọc nhá anh em. Tạm biệt thế giới En nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là đây vẫn chưa phải là kết thúc đâu anh em, bởi vì là chẳng lẽ mình giết được mỗi con, chẳng lẽ mình giết con rồng thì nó cho mình mỗi XP và nó cho mình thêm quả trứng rồng. Trừ khi là quả trứng rồng thì nó cho mình nở ra một cái gì đó anh em ạ. Và tôi nghĩ là chúng ta sẽ còn phải quay ở đây đấy anh em. Chắc chắn rồi. Đây chưa phải là kết thúc đâu anh em. Ôi, tôi lỡ nhảy vào rồi. Ồ. Đây là phần
phần kết thúc game này. Nói chung là cái game nào kết thúc thì nó cũng đều có một cái đoạn chạy như này, kiểu tên các nhà sáng lập ấy đúng không? Đấy, Minecraft Java, I see the player you mean. Ok, Bùi Thiện Tài 1608 hỏi chấm. Ok, ở hai level nào. Chung là nó nói nó mấy cái va vấn mà. Ok thì để tôi ấn thử nút nào xem có thoát được không, thử space có thoát được không. Enter. Tôi ấn nút nút escape là thoát rồi anh em ạ. Ok thì sau khi mà ấn nút escape thì nó thoát tôi qua cái giường của tôi anh em ạ, chứ mà nó chả thèm đưa tôi về nhà luôn. Ok tuyệt vời. Bây giờ thì tôi phải chạy cả một quãng đường cực kỳ xa về nhà. Quá tuyệt. Ok anh em. Ok thì buổi hôm nay thì tới đây thôi nha anh em. Đó mình ngủ phát đó, sang buổi sau thì sang buổi sau chúng ta cùng tiếp tục nha anh em. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, anh em đừng có lo. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, giết rồng là để mở ra một thế giới mới anh em ạ. Yên tâm, tin tôi đi nhá. Ok, bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em nhá.